Hello, xin chào anh em. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình nha. Thì sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách mà mình để gia tăng bảo mật tài khoản của mình. Đấy, thì dạo gần đây là trên nhiều nhóm group cộng đồng của Fanalza, bên kể cả fan cứng hoặc là nhiều nhóm khác, thì nó xuất hiện nhiều tình trạng đó là dạng nạp và chiết khấu mà kiểu lừa đảo. Đấy, chiết khấu lừa đảo dẫn đến nhiều anh em vừa mất tiền vừa mất ạ. Đấy, rồi thậm chí là nhiều anh em chơi chung với nhau rồi tới khi cạch mặt nhau rồi đem ra phá ạc nhau này nọ, thậm chí lấy ạc luôn. Thì hôm nay thì mình trong video này mình sẽ giới thiệu, không phải là giới thiệu mà là củng cố lại cái kiến thức mà bảo vệ tài khoản cho anh em, để anh em có thể bảo vệ tài khoản của mình một cách an toàn nha. Nhiều anh em chưa biết, nhiều anh em vẫn chưa biết, nhiều anh em và chỉ biết tạo ạc để mà chơi thôi. Nhưng những con ạc của mình giá trị vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu mà bị người khác liên kết tài khoản một cái thì nó không 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 đáng như anh em. Đây, vấn đề chỉ và mà hiện con game này hiện tại là nó lại liên kết lại rất nhiều tài khoản đấy, mà mình không thể nào mà nhiều anh em không thể liên kết hết được đấy, nên nó rất là nguy hiểm, mà mình không có thể xóa được cái tài khoản đó nữa chứ. Đấy, lúc đó mà mình tự nhiên mình bị liên kết một cái tài khoản nào đó, cái là mình mất mặt nó luôn đấy, cho dù một cách đăng nhập khác. Đấy, mình hiện tại là có 4 cách đăng nhập nè. Thứ nhất là đăng nhập bằng Facebook nè, thứ hai là đăng nhập bằng tài khoản 100D, thứ ba là Gmail, thứ tư là tài khoản cũ là đăng nhập bằng tài khoản trên cool, nhưng mà hiện tại các server mới là không còn, card mới tại là không còn. À, cái thứ năm nữa là đăng nhập bằng Face ID nữa chứ. Face ID, tổng cộng 5 cách đăng nhập để vào con ạ. À, rất là nguy hiểm. Như con thường là anh em chỉ tạo tài khoản 100D thôi hoặc là Gmail thôi, mấy cái kia anh em chưa chưa liên kết, dẫn đến mà nếu một người mà có tài khoản của anh em mượn ngay đặt anh em vào chơi mà họ liên kết mấy cái tài khoản kia vào thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà hai người cùng chung chơi chung một ạc. À, mình không thể nào mình xóa bỏ cái tài khoản nó được. Ok, mọi người sẽ đi vào phần cài đặt ha. Ở bên góc trái màn hình này, phần cài đặt thông tin người dùng. Đấy, anh em sẽ ở đây có hai tab, là cái tab chăm sóc khách hàng và cái tab tài khoản nha. Đây, anh em nhấn vào tài khoản và anh em nhấn vào chữ liên kết tài khoản. Đây, những cái nào mà đã liên kết thì nó hiển thị màu đen nha. Đây, ví dụ như là liên kết tài khoản Facebook và liên kết tài khoản 100D là đã liên kết rồi nè. Đấy, nhưng mà chưa liên kết tài khoản Google và đăng nhập bằng Apple ID. Đấy, đăng nhập đây. Nếu như bạn đưa ạc cho mình chơi, ví dụ như anh em đưa ạc cho Đông chơi đi, mà Đông là người xấu rồi Đông sẽ liên kết thêm tài khoản Google hoặc là Apple ID. Đấy, lúc đó là cho dù mà bạn có đổi mật khẩu Facebook hoặc là liên kết 100D này nọ thì Đông vẫn vào được bằng cách là đăng nhập tài khoản Google hay hoặc là 100D hoặc là Apple nha. Ok, liên kết tài khoản Facebook thì dễ rồi, anh em có Facebook thì nhấn vào liên kết. Rồi sau đó tiếp theo là mình sẽ liên kết tài khoản Gmail, đúng không? Liên kết tài khoản Gmail. Đấy, anh em đăng nhập vào Gmail sẵn sau đó anh em liên kết. Rồi đối với đăng nhập vào Apple ID là đối với những anh em mà mình xài bằng iPhone nha. iPhone nó sẽ có một cái là tính năng là Apple ID. Đấy, thấy chưa? Apple ID nè, mình đăng nhập vào. Đấy, mình liên kết cái tài khoản Apple ID, sau này mà mình chỉ cần mở lên mình đăng nhập ID là mình vào được. Cho dù mình nó cũng tương tự như những cái tài khoản kia. Rồi, một cái thứ hai nữa là quên mật khẩu 100D thì phải làm sao? Quên mật khẩu 100D làm sao? Cái vấn đề rất là quan trọng đó, là lúc mọi người đăng ký tài khoản liên kết 100D đó, là mình sẽ phải điền cái email của mình vào, đó là cái email bảo vệ nha, đó là cái email bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp mình quên mật khẩu hoặc là mình bị đổi mật khẩu hay hoặc là mình bị mất mật khẩu đó, thì mình sẽ dựa vào cái email đó để mình lấy lại cái khoản 100D của mình. Đây, mọi người có quay lại về tab chăm sóc khách hàng nè, rồi vấn đề về tài khoản nè, chọn tab thứ hai vấn đề về tài khoản, rồi đổi mật khẩu tài khoản 100D. Anh em thấy không? Đổi về khoảng mật khẩu 100D. Đây, nhấn vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái link của nhà phát hành, đó là http nè. Đấy, id.100d.mobi.forgetpassword. Forgetpassword nha. Anh em copy cái link này dán vào và sau đó nó sẽ hiển thị lên một cái bảng. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Nó sẽ hiển thị lên một cái bảng này. Đấy.
Đấy. Rồi sau này là anh là mọi người sẽ nhập cái email mà mình đăng ký vào, thấy không? Ví dụ như mình nhập cái email đăng ký vào. Đấy, rồi sau đây nhấn reset password. Đấy, nhấn reset password. Thì sẽ có một cái email của bên nhà phát hành game, họ sẽ gửi về cái email mà mọi người đăng ký cái tài khoản 100D á đi. Đấy. Thì lúc đó là nó sẽ gửi một đường link, anh em nhấn vào cái link đó để đổi làm cái password mới. Vậy là ok nha. Ok. Mình quay trở lại với vấn đề là nếu anh em xài tài khoản trên Kun thì sao? Trên Kun thì sao? Trên Kun là chỉ có những anh em nào mà chơi đời đầu từ cụm 100 đến 200 thì mới có nha. Ví dụ mình sẽ đăng nhập bằng một cái con của mình bằng tài khoản trên Kun đây. Đây trên Kun đây. Đấy. Thì quên mật khẩu, mình muốn đổi mật khẩu thì mình sẽ phải vào cái thông tin người dùng. Rồi tài khoản và nhấn chữ đổi mật khẩu. Riêng đối với tài khoản trên Kun là sẽ có một cái nút đổi mật khẩu ở đây nha. Đấy, mật khẩu ban đầu này, mật khẩu mới này, xác nhận mật khẩu là ok. Thì anh em nhớ 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 kỹ mấy vấn đề này nha. Bảo bảo đảm an toàn cái account của mình càng càng lâu càng tốt, như cái tài khoản này của mình nè. Đấy. Cái tài khoản này của mình là mình liên kết hết luôn. Đấy, thấy chưa? Con account chính của mình mà mình chơi từ khi mới mở ra game là mình liên kết hết luôn, không ai lấy được con account của mình cả. Đấy. Ok. Đó là bài tiếp cho anh em nha. Cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình. Nhớ đăng ký cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ bảo quản cho mình thật là tốt nha. Đừng có tin lời mà mấy cái ông nạp giá rẻ các kiểu đồ rồi chơi bạn, cũng đừng có tin tưởng quá nha. Ok, cảm ơn mọi người. Tài sản của mình nên giữ, một con hạt là một cái tài sản đó.